Tuổi Mậu Ngọ 1978, hưởng trọn lộc trời, giàu sang nứt vách, tiền bạc đếm mỏi tay trong tháng 2 nhuận và tháng 3, tháng 4 âm lịch. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Vận Số Tài Lộc ngày hôm nay. Quý vị thân mến, con người sống ở đời, mỗi ngày đều không khỏi lo lắng những chuyện cơm áo gạo tiền. Tâm can không mấy khi được an tĩnh, trong tư tưởng hầu như chỉ có một chữ tiền. Có người vui buồn chỉ vì chút lợi nho nhỏ, có người thậm chí vì tiền mà tranh chấp, để rồi trở mặt thành thù. Danh lợi đôi khi khiến cho cuộc sống của mỗi người tỏa ánh hào quang đẹp đẽ, nhưng đó chẳng qua chỉ là rực rỡ trong nháy mắt. Đứng ở đoạn cuối của cuộc đời mà ngoảnh đầu nhìn lại, tôi tin rằng mỗi người đều sẽ ngộ ra rằng danh lợi tựa như nước chảy mây trôi, chỉ thoảng qua rồi tan biến ngay trước mắt. Năm Quý Mão 2023 đến kéo theo bao hy vọng ngập tràn đối với tất cả mọi người. Ai ai cũng mong bản thân và gia đình khi bước sang năm mới sẽ được ấm no hạnh phúc, công việc và cuộc sống đều được như ý muốn. Sau khi luận giải về tử vi số mệnh cho 12 con giáp trong năm 2023, các bậc thầy tiên tri tử vi đã bất ngờ chỉ tên con giáp tuổi Mậu Ngọ 1978 là con giáp duy nhất nhận được bổng lộc của thần tài mà thay mình đổi vận, cuộc sống lên hương, sung túc và giàu có trong suốt tháng 2 nhuận và tháng 3, tháng 4 âm lịch, và thậm chí là suốt cả cuộc đời nếu nắm chắc được thiên cơ được ban cho. Vậy vận trình trong tháng của bản mệnh sẽ diễn ra như thế nào? Vận may trong tháng nhận được là gì? Thì hãy cùng Vận Số Tài Lộc đi tìm hiểu ngay sau đây. Người tuổi Mậu Ngọ bản mệnh mang tử vi tinh, bên mình luôn có quý nhân phù trợ, tài lộc cực tốt, không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Người này tính cách vui vẻ, lạc quan yêu đời, nên dù có gặp những vướng mắc trở ngại nhỏ thì trên đường đời họ cũng luôn hoàn toàn không để tâm mà vẫn giữ thái độ sống rất tích cực. Người sinh năm Ngựa tính cách thường khá hướng ngoại, thích náo nhiệt, cũng rất thạo chuyện xã giao. Mặt trái là họ có bản tính tò mò, hiếu kỳ hay lo chuyện bao đồng. Song cũng nhờ nhiệt tình giúp đỡ mọi người mà người này rất được nhiều người yêu mến. Quý nhân chỉ lối dẫn đường khiến vận thế sự nghiệp của người tuổi Mậu Ngọ khá tốt, dễ giành được thành công. Có điều họ lại mắc một tật là chỉ quan tâm chú ý đến công việc mà thiếu sót trong việc chăm sóc gia đình. Người này có lòng đam mê công việc và tham vọng khá lớn, tính tình lanh lợi, hoạt bát, phản ứng nhanh nhạy, lại luôn gần gũi thân thiện với mọi người, họ có nhân duyên khá tốt. Người tuổi Mậu Ngọ là mẫu người đôi khi tự khen mình, song rất biết nhún nhường, hy sinh vì người khác. Họ lạc quan, theo chủ nghĩa xê dịch, thích đi du lịch khám phá nhiều nơi. Tuy nhiên khi buồn bực, họ rất dễ bi quan xuống tinh thần. Con giáp này ngũ hành thuộc hỏa, dương khí quá vượng khiến âm khí suy, dễ bị nóng trong, bức bối khó chịu. Nên tập cách giữ bình tĩnh, tâm tĩnh an yên, tránh kích động, nên ăn nhiều thực phẩm bổ âm. Trong tình yêu, người tuổi Mậu Ngọ rất dễ rung động, nhanh chóng sa vào lưới tình, cũng nhanh chóng bước ra khỏi vòng tròn tình ái. Nam giới tuổi này là những người mạnh mẽ, có chính kiến, không thích dựa dẫm, ỷ lại vào người khác, luôn hành động logic, sắp xếp mọi chuyện đâu ra đấy. Nữ giới lại có phần mơ mộng hơn, song về cơ bản, họ vẫn theo đuổi một tình yêu thực tế. Người sinh năm Ngọ có tấm lòng bao dung bác ái, khẳng khái nhiệt tình, phóng khoáng rộng rãi. Họ có tố chất lãnh đạo, có tinh thần sáng tạo, tư duy rộng mở, song đôi lúc vẫn thiếu kiên trì, dễ bỏ cuộc giữa chừng. Đường tài lộc có lên có xuống, thăng trầm bất định. Nếu biết kịp thời nắm bắt thời cơ thì thành công sẽ nằm ngay trước mắt. Người cầm tinh con Ngựa đa phần đều ưa tự do, không thích cuộc sống gò bó áp lực. Có tinh thần độc lập cao, thẳng thắn cơ trực, chẳng thế mà người này thường được ví von là tính cách thẳng như ruột ngựa. Là mẫu người lạc quan, dễ dàng giành được sự tin tưởng của bạn bè và đồng nghiệp. Ưu điểm của người tuổi Mậu Ngọ là sự vui vẻ, lạc quan, lãng mạn, bay bổng. Họ rất có tài ăn nói, cũng đề cao chính nghĩa. Thường giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha. Tinh thần làm việc nghiêm túc, tích cực, rất ham học hỏi và có tinh thần cầu tiến. Họ khá chủ động trong chuyện tình cảm, trò chuyện duyên dáng, cũng rất có nhiều bạn bè khác giới ở khắp bốn phương. Nói là làm, rất giữ chữ tín, khéo léo giữ mối quan hệ với mọi người, cũng rất thích chăm sóc người khác. Đối đãi chân tình chẳng màng báo đáp. Người này có khả năng lĩnh hội cao, có tố chất lãnh đạo nổi bật và khả năng diễn thuyết xuất sắc. Họ rất nhạy cảm và thông minh. Người đối diện chưa cần nói, họ đã có thể đoán biết tư tưởng, hành động tiếp theo.
óc sáng tạo phong phú, có tinh thần cầu tiến, không chịu thua cuộc, những việc đã làm, quyết định thì sẽ làm được đến cùng. Có nhiều tài năng trong nhiều lĩnh vực, đầu óc lẫn chân tay đều linh hoạt, thích ăn diện đỏm dáng, coi trọng vẻ bề ngoài. Người tuổi Mậu Ngọ nhiệt tình sôi nổi, khẳng khái cương trực, có tố chất lãnh đạo, họ phóng khoáng, tư tưởng rộng mở, óc sáng tạo phong phú, cũng rất có tài năng thiên bẩm về diễn xuất và kịch nghệ. Có tham vọng lớn, có ước mơ gây dựng sự nghiệp vững vàng hùng mạnh. Nếu may mắn gặp được người lãnh đạo khiến họ cảm thấy tâm phục khẩu phục, thì họ sẽ là cấp dưới mẫn cán và trung thành, không một lời oán thán mà gánh vác hết trọng trách, thậm chí ngay cả những công việc tẻ nhạt ngoài sở thích cũng chẳng từ chối. Trong cuộc đời người tuổi Mậu Ngọ có rất nhiều thành công vang dội, cũng gặp phải không ít thất bại bẽ bàng. Vận thế tài lộc của họ cũng thăng trầm bất ổn tựa như vậy. Nếu đi theo con đường kinh doanh thì có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng cuộc đời nhiều biến động nên nguy cơ tán gia bại sản cũng rất cao. Nếu lựa chọn con đường đầu tư sinh lời thì phải kiên định, giữ chính kiến của mình. Đừng nghe theo lời dư luận đảo điên mà lỡ dở thời cơ. Phải kịp thời nắm bắt cơ hội và có kế hoạch đầu tư hợp lý, có vậy mới có được thành công. Song phải luôn nhắc nhở mình về vận thế bất ổn. Chỉ cần bạn lơ là mất cảnh giác, có thể phá sản như chơi. Chính vì thế mà trước khi quyết định một chuyện lớn hay đầu tư vào lĩnh vực gì, cần suy xét kỹ càng và cân nhắc thật cẩn trọng. Người sinh năm Ngọ, ngũ hành thuộc hỏa, dương khí quá vượng nên âm khí dễ bị suy hay bị nóng trong, bức bối khó chịu. Hỏa khí thông với tâm, tâm là hỏa tạng, chủ mạch máu chính, có vai trò cực kỳ to lớn trong sinh lý con người. Tâm chủ tàng thần, thất thần giả vong, đắc thần giả sinh. Do đó người này phải đặc biệt chú ý giữ tinh thần bình ổn, tránh kích động nóng nảy nên ăn nhiều thực phẩm bổ âm. Khác với tử vi tuổi Ngọ, 2 tháng đầu năm 2023, tháng 2 nhuận và tháng 3, tháng 4 âm lịch của người tuổi Mậu Ngọ là một năm khá khó khăn. Bạn phải đối diện với nhiều điều không như ý trong cuộc sống cũng như trong công việc do bị chi phối bởi cục diện phá thai tuế 2023. Xem tử vi 2023, tuổi Mậu Ngọ thấy rõ dấu hiệu sụt giảm, cắt khí so với những năm trước. Cùng luận giải chi tiết tử vi tuổi Mậu Ngọ đầy đủ các khía cạnh trong cuộc sống để biết thêm chi tiết về vận trình của người tuổi này trong 3 tháng tới thông qua video của Phúc Lộc Tử Vi nhé. Tuổi Mậu Ngọ sẽ chịu ảnh hưởng một phần từ vận khí tháng 2 nhuận và tháng 3, tháng 4 âm lịch. Theo quẻ bói của Địa Mẫu Kinh thì 3 tháng tới mùa màng bội thu, đời sống nhân dân an bình. Bởi Quý Mão có thực thần và văn xương cát tinh, cả hai một đại diện cho cuộc sống no đủ, một đại diện cho đường học hành hanh thông. Vận năm 2023 được dự báo khá tốt đẹp. Quý Mão ngũ hành là kim bạch kim tục, gọi là kim loại tự hình thành, là kim loại được tôi luyện trong lò để chế tác thành các đồ vật hữu dụng hàng ngày. Nó được ví là thứ kim loại mỏng manh, mềm yếu. Các tài liệu cổ xưa tán dương là nhân từ, hiếu nghĩa, dịu dàng mà cương trực. Trong hai mùa thu đông đều cường tráng vô ưu, có gặp hung thì cũng thành cát. Tới hai mùa xuân hạ thì hung ngoài cát, hay còn có thể định là hung trước cát sau. Những người mạng kim, mạng hỏa đều gặp may mắn vào năm Quý Mão. Người tuổi Thìn, tuổi Tỵ tọa không vong là hung tinh ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, cần đặc biệt chăm sóc mọi người trong nhà. Dựa trên mối tương quan của can, chi, ngũ hành giữa đương số và lưu niên Quý Mão, đồng thời xét tới các tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mạng mà định cát hung trên các phương diện cuộc sống của tuổi Mậu Ngọ, cụ thể như sau. 4 đại vận tuổi Mậu Ngọ, tháng 2 nhuận, tháng 3, tháng 4 âm lịch thì mặt sự nghiệp rơi vào bố cục Quý Thủy có thiên quan lộ ra, lại thêm thiếu ấn, tọa Mão Mộc, nó ngụ ý vận trình tương đối bình thường. Bởi thiên quan có tên là Thất Sát, nó vốn là một hung tinh và thiên ấn có được gọi là kiêu thần, bố cục của bạn được gọi là sát kiêu, tương sinh ngụ ý, cách hành xử hướng nội và khá cổ quái. Vận sự nghiệp được bạn chăm chút và quan tâm, nhưng người này lại sử dụng tâm kế quá sâu, khiến mọi người phải kiêng dè. Cổ thư từng nói, nếu người có thiên quan, ưu tư như chúa sơn lâm nằm ngủ. Nó có nghĩa rằng người tuổi Mậu Ngọ có được bản lĩnh vững vàng, không e sợ khó khăn, tham vọng quyền lực lớn nên có cơ hội bước tới đỉnh thành công. Chỉ là hành vi có phần độc đoán, cô đơn mà thôi. Âu cũng là cái giá của người đứng trên vạn người. Với người tuổi Mậu Ngọ đang đi làm thì có một năm khá ổn thỏa, có lợi cho việc cải thiện chuyên môn riêng.
Làm việc nên tích cực, sẵn sàng giành lấy cơ hội của mình, nhưng cũng cần khiêm nhường, không nên quá lỗ mãng. Với người làm ăn kinh doanh thì 3 tháng tới có cơ hội thành công khá lớn, cũng giống như các tuổi khác, sự thay đổi trong chính sách nhà nước sẽ mang về lợi ích kinh doanh cho bạn. Mọi việc cần học cách thương lượng cân nhắc trước khi quyết định, nhớ không đi theo con đường bất chính, gian dối, bởi không bạn sẽ phải trả giá bằng chính thành công của mình. Vận tài lộc của người tuổi Mậu Ngọ đúng tháng 2 nhuận và tháng 3 tháng 4 âm lịch sẽ gặp hạn sâu sắc với quan hệ Mão Ngọ tương phá. Đây là bố cục khá thất bại, nhưng trong thành có bại, người này nên lưu ý. Trong các công việc làm ăn kinh doanh, bạn nên có sự quyết đoán, làm gì cũng cần có nguyên tắc. Hay thay đổi làm việc không có quy định, luật lệ sẽ khiến bản thân bạn dễ rơi vào họa phá tài. Mão Ngọ phá nhau, nó có ngụ ý bản mạng là người không biết phân biệt thật giả. Nghĩa là 3 tháng này có điềm người tuổi Mậu Ngọ bị lừa gạt về tiền bạc. Bạn dễ bị lừa bởi những thứ hoa mỹ mà không thực tế. Bản thân đặt nặng được mất nên dù có kiếm được tiền nhưng tổn thất cũng không phải là nhỏ. Với người làm văn phòng, cơ hội tiền tài của bạn khá vượng. Bạn có thêm nghề tay trái để kiếm thêm. Tuy nhiên do sự trì hoãn của thất sát cũng khiến bạn dễ mất cơ hội trong tay. Người kinh doanh thì đây là năm không nên tham lam, tránh mọi lời mời chào đầu tư lãi khủng hoặc những dự án liên quan tới chính sách nhà nước. Có thể ban đầu, người tuổi Mậu Ngọ sẽ thu về lợi ích, nhưng khi thế xoay sự chuyển, chính sách mới ra đời thì thu hoạch của bạn sẽ không được như trước. Vận trình tình cảm của người tuổi Mậu Ngọ được báo hiệu là khá khó khăn khi thất sát hung tinh tiềm tàng. Bản mạng gặp vận tương phá với thái tuế Mã Mộc cũng là yếu tố khiến vận trình người này đi xuống. Trong năm, quan hệ của bạn với người thân, đặc biệt là anh em họ hàng sẽ không tốt. Với bạn bè thì nguyên nhân lại đến từ chính bản thân người tuổi Mậu Ngọ. Sự đa nghi, tự kỷ ám thị khiến bạn không thể dùng tấm lòng chân thật để mà đối đãi với mọi người. Trong năm thường xuyên xảy ra tình trạng xung đột với bạn bè anh em về quyền lợi và tiền bạc. Với người đang yêu thì bạn có vẻ cứng cỏi, nhưng bên trong lại vô cùng mềm yếu. Nó khiến bạn trở nên khá khắt khe và hay ghen bóng ghen gió đối phương. Chuyện tình cảm e là cũng không cắt lợi. Người độc thân thì tương lai, các mối quan hệ cũng không được tươi sáng. Bản tính đặt nặng được mất, do dự không quyết đoán, khiến chuyện tình cảm cứ mãi lơ lửng và xa vời. Với người độc thân, có những mối quan hệ không nên đặt quá nặng việc bạn sẽ nhận được gì. Đơn giản là hai người có chia sẻ được những chủ đề tương đồng với nhau hay không, hay hai bạn có cùng mối quan tâm sở thích hay không, hãy mở lòng mình thay vì chờ đợi. Với người có gia đình thì mọi sự tưởng tượng lo lắng của bạn đều không có thật. Hãy nghỉ ngơi và hâm nóng lại mối quan hệ với người ấy. Không khí gia đình bạn cần nhiều tiếng cười và tiếng bát đũa lách cách hơn đó. Về mặt sức khỏe, năm 2023 Quý Mão vốn là năm mộc khí thịnh vượng. Điều này ngụ ý căn khí hỏa của bản mạng cũng khá mạnh và tạng tương ứng với hỏa chính là tim, tâm, hệ tim mạch và ruột non. Tim và ruột non là hai cơ quan gắn bó mật thiết trong y học Viễn Đông. Chúng nuôi dưỡng lẫn nhau nên người tuổi Mậu Ngọ cần làm tốt các công tác chăm sóc cho tim. Vậy nên bạn cần lưu ý tiêu thụ quá nhiều thực phẩm có gia vị cay sẽ hủy hoại tim và ruột non của bạn. Việc ăn uống thừa thãi chất béo và cholesterol từ động vật cũng có hậu quả tương ứng. Từ góc độ dưỡng sinh theo ngũ hành, phù hợp với khoa học thì người tuổi Mậu Ngọ nên hạn chế ăn các loại thịt đỏ, trứng và sản phẩm từ sữa. Bởi đây là những thứ làm tăng cholesterol trong máu, dẫn đến việc tim phải làm việc mệt mỏi để đưa oxy và máu đi nuôi cơ thể. Ăn nhiều thực phẩm quá dương, quá co rút và đông lạnh, đặc biệt là muối tinh, sẽ làm yếu tim và ruột non của bạn. Cụ thể, tuổi Mậu Ngọ sinh vào tháng nào tốt nhất? Tháng 3 âm lịch. Người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 3 âm là người được phúc âm bảo hộ, thiên tư thông minh đĩnh ngộ, có tài văn chương cũng giỏi tài thao lược. Chú ngựa này tính tình thẳng thắn, trung thực, lòng dạ bao la, có nhiều tham vọng và lý tưởng trong đời. Trong đời họ có nhiều quý nhân, ở nhà có nhiều tiền bối, gia phụ chỉ giáo, ra ngoài có quý nhân tương trợ. Cuộc đời người này không trải qua đại nạn, làm chuyện gì cũng dễ dàng thuận lợi, đường nhân duyên tốt. Có tài xã giao khiến người khác tin tưởng vào bản thân. Tháng 7 âm lịch rơi vào tiết Lập Thu. Tiết trời không nóng không lạnh, người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng này thông minh hơn người, khả năng lĩnh ngộ tốt. Học một biết 10, cuộc đời người này sẽ khá suôn sẻ, không phải trải qua kiếp nạn gì lớn. Thêm quý nhân trợ lực, bản mệnh phát huy hết mức tài năng của bản thân để đạt được mục tiêu.
Tuy nhiên, trong hành trình vẫn cần phải đề phòng tiểu nhân đeo bám, họa khẩu thiệt thị phi, tranh đoạt danh lợi rất rõ, dễ vướng phải họa quan tụng. Tháng 8 âm lịch, người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 8 âm lịch chính là tiết bạch lộ trong năm, có trí tuệ hơn người, văn võ song toàn hiếm ai bì kịp. Họ thông minh lanh lợi, phẩm chất cao đẹp, có chí khí, trọng nghĩa trọng tình. Nhờ quý nhân ở bên chỉ đường dẫn lối, cộng thêm bản mệnh nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ nên giành được nhiều thành công trong cuộc sống cũng như trong công việc. Tuổi Mậu Ngọ sinh vào ngày nào tốt nhất? Tuổi Mậu Ngọ sinh vào các ngày 6, 9, 10, 14, 19, 20 và 30 âm lịch là tốt nhất. Ngày mùng 6, cuộc đời có của ăn của để, là người dễ dàng nắm quyền tiền bạc không thiếu, vận may kéo dài. Ngày mùng 9 là người thông minh tuyệt đỉnh, văn giỏi, vượng phu ích tử. Ngày 10, đa tài có công danh sự nghiệp hanh thông, có thể đạt được thành tựu lớn. Ngày 14, sức khỏe tốt, tính tình hiền lành, trọng lễ nghĩa, trọng chữ tín, quyền thế. Ngày 19, là người thông minh và tinh tế, tài giỏi, sự nghiệp thành công, danh tiếng vang xa, nữ mệnh tốt hơn nam mệnh. Ngày 20, có cuộc sống phúc lộc, nhiều con cháu, trường thọ, gia đình làm ăn phát đạt, giàu sang quyền thế, cuộc sống giàu sang. Ngày 30, thông minh tài giỏi, xinh đẹp thông minh, hôn nhân hạnh phúc, gia đạo an khang. Tuổi Mậu Ngọ sinh vào giờ nào là tốt nhất? Giờ Ngọ, tuổi Mậu Ngọ sinh giờ Ngọ, từ 11 giờ đến 13 giờ, gia đình hòa thuận, ruột thịt gắn bó, vận mệnh hưng vượng, vừa giàu có vừa trường thọ, gia đạo an khang, quyền lực đầy đủ. Người tuổi Mậu Ngọ sinh lúc 11 giờ đến 13 giờ trưa do gặp may mắn và số mệnh đã trúng nên có quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp. Người tuổi Mậu Ngọ sinh vào trưa 11 đến 13 giờ có cuộc sống gia đình hạnh phúc, có số vượng phu đối với nữ giới, bên ngoài có quý nhân phù trợ, cả đời không gặp tai ương, cuộc đời êm ấm. Giờ Mùi, tuổi Mậu Ngọ sinh giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Mùi thổ sinh Ngọ hỏa, mưu cầu tài lộc đều gặp đắc ý, có chút oán thán cuộc đời khó khăn. Người tuổi Mậu Ngọ sinh vào giờ Mùi từ 1 đến 3 giờ, những người sinh vào giờ này là những người thông minh, tài giỏi và có năng lực trong sự nghiệp. Người tuổi Mậu Ngọ sinh giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, có phúc thần đến làm quan, cuộc sống sung túc giàu sang, có thể làm quan lớn trong sự nghiệp công danh, tài lộc đầy nhà, phúc khí vô biên trong đời. Giờ Dậu, người tuổi Mậu Ngọ sinh vào lúc 5 đến 7 giờ chiều là những người có cuộc sống giàu sang, cơm ăn áo mặc, gia đình làm ăn phát đạt. Người tuổi Mậu Ngọ sinh vào giờ này vừa có trí thông minh, vừa có quý nhân phù trợ, sự nghiệp phát triển rất nhanh khiến người khác ghen tị. Và bây giờ là vận trình từng tháng của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, đúng tháng 2 nhuận và tháng 3, tháng 4 âm lịch. Tháng 2 nhuận, nhiều cát tinh tương trợ, giảm bớt gánh nặng. Theo tử vi tháng 2 nhuận tuổi Mậu Ngọ, con giáp này có thể nhận được nhiều sự hỗ trợ từ vận trình, vượng vận khí của mình. Nhiều cát tinh vây quanh, gánh nặng trên vai bản mệnh được giảm bớt đáng kể. Lục hợp xuất hiện, mở ra rất nhiều sự hanh thông và thuận lợi cho các kế hoạch của Ngọ. Công việc cứ tiến hành theo kế hoạch thì không gặp phải trở ngại gì. Hơn nữa, bản mệnh còn có quý nhân giúp sức nên có thể mạnh dạn khởi nghiệp, tiến hành dự định ấp ủ từ lâu thì tỷ lệ thành công rất cao. Vận khí đương lên, bạn cần tích cực vươn lên, chủ động nắm bắt cơ hội tốt. Chỉ cần bản mệnh cầu tiến, cần mẫn trong công việc, mọi thứ sẽ tiến triển theo đúng dự liệu của bạn. Dù vậy, Ngọ vẫn cần lấy ổn định làm trọng, không được nóng vội, kẻo khiến vận may tan biến sẽ rất dễ hỏng việc. Tháng này chính tài có phần nhỉnh hơn thứ tài do công danh sự nghiệp của người làm công việc cố định có nhiều sự khởi sắc. Việc kinh doanh túc tắc vẫn có khoản thu về đều đặn, song muốn phát tài lớn thì vẫn chưa phải thời cơ. Nhưng dù bản mệnh đang làm trong lĩnh vực nào cũng nên tự chủ, chi tiêu có kế hoạch để tránh tình trạng tiền vừa vào túi đã ra ngay. Tình duyên như ý nhờ nhị hợp thái tuế che chở, người độc thân có thể đón những mối duyên cắt lành, hứa hẹn sự phát triển thuận lợi. Những bạn đã gặp được một nửa của cuộc đời mình nên phải cố gắng vun vén mối quan hệ để có thể đồng hành bên nhau thật lâu. Tháng này, thể trạng của người tuổi Mậu Ngọ được dự báo rất tốt, sức khỏe được đảm bảo, hầu như không mắc bệnh tật nào đáng lo. Dù vậy, bạn vẫn nên cố gắng duy trì lối sinh hoạt khoa học, ăn uống đủ đầy, rèn luyện thể dục thể thao tùy sức để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Tháng 3 âm lịch, không chịu cố gắng, vận trình dậm chân.
Xem tử vi tháng 3 2023 tuổi Mậu Ngọ âm lịch, vận trình của bản mệnh khá trầm lắng, chủ yếu là bởi chính bạn không có tinh thần phấn đấu vươn lên. Bạn chỉ cố làm sao để hoàn thành cho xong nhiệm vụ của mình chứ không ôm ấp những nguyện vọng lớn lao. Trên phương diện sự nghiệp, Nguyệt lệnh Lâm Tử khiến bạn chỉ quan tâm đến công việc của mình, không muốn bị người khác can thiệp nên quan hệ xã giao khá hạn chế. Bản mệnh cũng ngại học thêm những điều mới mẻ, chỉ muốn tiếp tục với những cái quen thuộc đã có sẵn. Bạn vẫn có tinh thần cẩn thận, không để mình mắc phải những lỗi sai, nhưng đó là không đủ nếu bạn muốn chạm tới cột mốc mới cho công việc của mình. Tình hình tài chính cũng không có nhiều biến động, bởi bạn chủ yếu vẫn làm những công việc quen thuộc, chưa có nhiều đột phá. Người làm công ăn lương cũng chỉ lĩnh tiền lương hàng tháng, chứ ít khi có các khoản thưởng nóng hoặc tăng lương. Thời điểm này, do phải chịu thêm tác động của thiên cầu, bạn nhớ kiềm chế tính nóng nảy, không để bản thân vướng phải họa thị phi, có thể phải tốn tiền giải quyết. Phương diện tình cảm khá yên bình dưới tác động của ngũ hành tương sinh. Bạn và người ấy dành nhiều thời gian để trò chuyện tâm sự với nhau, khiến mối quan hệ đôi bên ngày càng trở nên gần gũi. Nếu còn độc thân, bạn có thể vô tình làm quen được với các đối tượng triển vọng. Nếu có cảm tình với ai, bạn có thể mạnh dạn bày tỏ cảm xúc với người ấy. Điều đáng mừng là tình hình sức khỏe của người tuổi Mậu Ngọ khá ổn định trong khoảng thời gian tháng 3 này. Bạn ít khi rơi vào tình trạng căng thẳng mệt mỏi nên tinh thần thường được nhẹ nhõm. Đồng thời công việc quá bận rộn khiến bạn không có thời gian quan tâm hơn đến cơ thể mình. Thay vì tốn quá nhiều thời gian để nghỉ ngơi và hưởng thụ, bạn chuyển sang rèn luyện thể thao và đọc thêm sách vở khiến cơ thể và tinh thần đều khỏe mạnh, trong lành hơn. Hãy cố gắng duy trì thể trạng này trong khoảng thời gian sắp tới. Có như vậy thì bạn mới có tinh thần và sức lực bắt tay vào những kế hoạch mình đã đặt ra. Tháng 4 âm lịch, nhiều cát tinh cao chiếu, xua tan mây mù ảm đạm. Theo tử vi tháng 4 2023 tuổi Mậu Ngọ âm lịch, tuổi Mậu Ngọ có nhiều cát tinh cao chiếu. Vận trình khởi sắc giúp xua tan mây mù ảm đạm từ tháng trước. Hầu hết các phương diện từ công việc, tài lộc, tình duyên của con giáp này đều có tin vui báo về. Công việc dễ có quý nhân tương trợ nhờ được gặp tam hội thái tuế. Đối phương có thể là đồng nghiệp, cấp trên, một người bạn cũ. Nhìn chung những cuộc gặp gỡ trao đổi trong tháng này đều có thể đem tới cho Ngọ những thông tin hữu ích, tạo điều kiện để con giáp này chạm tay tới mục tiêu của mình. Mọi việc có chiều hướng đi lên. Nhân lúc này, hãy tiến hành những công việc quan trọng hoặc dự định ấp ủ từ trước đó vì khả năng thành công rất cao. Trong quá trình thực hiện, có thể gặp trở ngại, nhưng với các điều kiện thuận lợi này, bạn sẽ được giúp đỡ rất nhiều để vượt qua khó khăn, không phải lo nghĩ nhiều nữa. Tiền bạc cũng không phải là vấn đề đối với người tuổi Mậu Ngọ trong tháng được tài tinh chiếu mệnh như này. Người làm ăn kinh doanh có thể mở rộng được thị trường hoặc mở rộng được đối tượng khách hàng, nhờ thế mà buôn may bán đắt hơn hẳn. Về phương diện tình cảm, đào hoa tinh Bách Việt gửi trao cho mệnh chủ nhiều cơ hội để làm mới đời sống tình cảm của mình. Chỉ cần bạn chủ động nắm bắt thời cơ tốt đến với mình để thúc đẩy nhân duyên, không khó để người độc thân gặp được người tâm đầu ý hợp, tình cảm vợ chồng hòa thuận, những mâu thuẫn trước đó đã được hóa giải. Sức khỏe của bạn không có gì đáng lo, tuy nhiên vẫn nên duy trì chế độ ăn uống ngủ nghỉ và luyện tập khoa học. Công việc bận rộn, càng cần phải có nền tảng thể chất đảm bảo mới đáp